ra luôn là ba cái số mà để nói trước rồi. Ba cái số. Ba cái. Anh nhưng mà sao tuổi nhiều vậy? Tuổi nhiều. Anh phát trực tiếp rồi đi. Có nghe bà ơi, con đang đi bay đến. Dạ dạ, chiều mới đi đám cưới bà. À, bà Trúc đây, bà nội gặp bà Trúc. Dạ. Dạ, đi chùa đi chị. À mà bà nội là lót rồi đi. Bà nội mà bà Trúc với ông bà nhỉ? Dạ. Dạ dạ, tới đi đây chị. Nó mũ rồi. Gì nói chưa? Bà ghé rồi mũ mua giùm con bà ghé. Sao
Nên nén nước này con. Nên nén nước này cho đừng có giẫm nước chứ. Sao mà nít ngon rồi, nó xíu hả? Dạ. Mắc 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 vậy. Mắc mắc nén gì bữa qua điền ngon. Bước lại, bước lại, bước lại, bước lại. Bà ghé xử lý nó hột. Rồi. Bà Trúc bảo rồi con. Mấy người đi nó giữ đi là làm gì vậy? Mấy người nó giữ đi. Con cũng biết. Không vừa. Ê, không vừa. Không vừa cho nó bỏ phôi thủ phôi xương cho nó. Không. Đây luôn. Con gái này. Được không ạ? Cục tước bảo nhớ thỉnh thì em sẽ chuối. Ai à? Chị Tuyết á. Chuối chỗ nào mà thỉnh? Đây, đây.
Phật gì? Phật Bà Vân Thế Âm. Hậu đi lên. Muối chưa? Mình đi đường. À không, mà đậu không muối. Ừ. Có cá ấy không? Con cá muối mà. Ủa, đường la hết. Đồ chân mạnh bất. Đồng quân. Thì anh muốn thấy cái đá này nó giá trị hơn cái đá tam chùa ấy không? Hả? Hỏi. Mắt. Mình đi ngược ra cái chỗ nãy rồi đâu mình ngược ra vậy luôn. Hả? Tạo để mát để phục Phật phù hộ đi. Ướt rồi, cũng giờ ướt. Không sao đâu. Bị ý ý vậy. Đây đầu tiên ạ. Ở đây đồ nó thờ nó đơn giản không cô? Ờ. Ở mình đồ chú cho hứa đông hoa rồi gì ông quá đồ chặt tay bằng thờ. Ủy phước ẩn, phước ẩn. Ở đây thấy đơn giản không? Không thích hương nhiều vô mình. Không thích hương luôn. Ở đây không thích hương. Mình thích hương thích đồ. Bà qua nói xong giọng ông giọng túi ổ đầu thuộc giác một anh nhốt. Ở đây mấy chị con này nó ở đây cũng có luôn. Phải. Ở. Cũng ơi thì cũng giác. Đúng không? Bạn có gì hết rồi cho chú. Ấy rồi. Trong lực trước tạo. Nó to quá nè. Cái tổng thể của nó là như nó tổng đỡ hết luôn. Và có một cái cặp tàu chút thôi. Ừ. Nhớ chủ.
đây 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 mày lấy. Phụ đó, cậu xách cho mày phụ đó, mày phụ mày cống đó. Thôi đi nè, mình cứ mình không đi là nó chở lên đi nè em muốn. Rồi giờ là mình ra nè hả? Đi vòng đây nè chứ. Trong đây chứ đi chứ về kia trong mưa hả? Cái tour đây là tour 22 nè. Là chở đi dạo nè. Cái tour 22 nó chở đi dạo. Dạ. Yeah. Còn mình tour sắp tập lúc nữa mình đi xuống lại dưới đó. Xuống lại xuống đó. Nó đi dài nó không có biết. Nó không có đi được trong cái luồng. Trong mình đi luồng trong trước không? Mình đi dài mình tổng quan sớm hơn. Ờ thì nó là nó đi hàng hay là nó đi bao á? Nó chở. Còn mình đề nào mình cũng tốn.
Nước rồi. Để cho đi làm gì nè. Không. À chỗ nào? Ê, chỗ nào cũng có. Chỗ nào cũng có hứa ngộ hết không? Tự vô cũng ngồi trên nè. Đi nó vậy á, chánh điện này không luôn, chánh điện, à, hao chuông, đi chỗ nào? Không, một kia tam cao nữa. À vậy là cái chỗ nãy lên đó, vô đi điện giáo chủ. Dạ. Ở đây có pho tượng là cao 1 mét nặng 100 kg. Bông sương. Chụp nhớ. Vô vô gia đình mình đứng ở đây này chụp luôn. Đấy, tốt. Chụp vô đứng chụp đi. Quân đi vô quân vô thử không đi vô vô luôn anh từ từ á coi mình chút lại cái không cái thằng buôn đâu bà à
hai trăm chỗ chấp. Tam thứ hoặc tam thứ gì đà tam nữa. Chỗ đi tắt cái chỗ nào vậy này? Tam xuống. Cái chuông về kia, tông chuông về kia. Cái chuông về nào? Chuông phải về kia. Chuông nó nằm ở ngoài, tam kia nào, tam kia nào. Đi lên. Con chạy tục buồn. Thánh luôn con, đi ngay đi. Buồn. Ơi. Buồn. Chứ đi lên càng ngày càng cao một lúc. Ừ, sao mới dẹp ông? Bò. Nó làm cái kiểu nó lẽ không? Đẹp phải không? Hai hành lang rồi đầu tạc qua mấy cái. Mấy cái. Nhưng mà nó không nhát.
đường xe. Nè, xe nó chỉ lắm nè. Đó thì xe nó chỉ bao qua 22 á. Mình đi dạo xuống anh. Thôi anh ngồi chút.